Giang tỷ phú công nghệ chúc mừng ông Trump. Các lãnh đạo, bao gồm Jeff Bezos, Sam Altman và Tim Cook, đã chúc mừng ông Trump, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác. Ngay sau khi kết quả sơ bộ, Giang tỷ phú đứng đầu các tập đoàn công nghệ lớn đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống, Phó Tổng thống đắc cử Donald Trump và J.D. Vance. Đa số các thông điệp có nội dung tương tự nhau, đều chúc ông Trump sẽ thành công khi trở lại Nhà Trắng và bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền của ông. Người sáng lập và chủ tịch điều hành của Amazon, Jeff Bezos, đã chúc mừng chiến thắng của Trump trong một bài đăng trên X. Gọi đó là sự trở lại chính trị ngoạn mục và là một chiến thắng quyết định. Ông từng có mối quan hệ không mấy đẹp đẽ với vị tổng thống đắc cử khi cả hai từng có những lời lẽ công kích nhau trên mạng xã hội. Ông Trump chỉ trích Jeff Bezos về việc sở hữu tờ Washington Post và nhận được sự đáp trả với bài viết gắn hashtag #SendDonaldSuck đưa Donald lên vũ trụ. Trước ngày bầu cử, Jeff và tờ Washington Post đã vướng vào tranh cãi sau khi tờ báo lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ quyết định không ủng hộ ứng cử viên nào. Jeff sau đó đã bảo vệ quyết định bằng một bài viết trên X cho rằng các bài viết ủng hộ sẽ tạo ra nhận thức thiên vị. Andy Jassy, người tiếp quản vị trí từ Bezos khi ông rời khỏi chức vụ CEO của Amazon vào năm 2021, cũng đã gửi lời chúc mừng. Ông bày tỏ mong muốn hợp tác cùng chính quyền để giải quyết những vấn đề quan trọng đối với khách hàng, nhân viên, cộng đồng và đất nước của chúng ta. Tim Cook, CEO của Apple cũng bày tỏ mong muốn tương tự nhằm y đảm bảo Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu và được thúc đẩy bởi sự khéo léo, đổi mới và sáng tạo. CEO của OpenAI, Sam Altman cũng gửi lời chúc, hy vọng tân tổng thống sẽ đạt thành công lớn. Ông cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là Mỹ vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong việc phát triển AI với các giá trị dân chủ. Mark Zuckerberg, CEO của Meta, gọi màn đắc cử này là một chiến thắng quyết định ở trên thép, đồng thời bày tỏ nhã ý hợp tác. Trước đó, hai người cũng có những bất ổn trong mối quan hệ của mình. Năm 2021, ông Trump đã từng bị cấm khỏi Facebook trong vòng 2 năm ngay sau khi sự kiện bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Nhà Trắng xảy ra. Ông cũng chia sẻ rằng Mark đã lên kế hoạch chống lại mình trong cuộc bầu cử 4 năm trước, cho rằng ông có thể đi tù cả đời nếu gặp lại trường hợp tương tự. Tỷ phú Elon Musk, người đã đóng góp gần 75 triệu đô la Mỹ ủng hộ chiến dịch của ông Trump, không ngoài dự kiến cũng đăng tải niềm vui sướng. Vị cựu tổng thống hứa trong một buổi trò chuyện sẽ bổ nhiệm Elon làm người đứng đầu ủy ban cải cách hiệu quả chính phủ. Cổ phiếu của Tesla, công ty xe hơi thuộc sở hữu của vị tỷ phú đã tăng 13% sau ngày 6 tháng 11 vừa qua. Sundar Pichai, Satya Nadella và Pat Gelsinger, lần lượt là CEO của Google, Microsoft và Intel cũng bày tỏ cam kết được đồng hành, thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng cho nước Mỹ. Nhà đầu tư và đồng sáng lập Lincoln, Ray Hoffman, đã viết một bài đăng dài, trong đó ông công nhận chiến thắng của ông Trump và kêu gọi sự đoàn kết của toàn thể người dân nước Mỹ. Trong khi trước đó ông từng là người ủng hộ nổi bật cho chiến dịch của bà Kamala Harris. Ngoài ra, người đứng đầu của nhiều tập đoàn lớn khác bao gồm IBM, Uber, Cisco, Bob và Dell cũng gửi lời chúc đến vị tổng thống mới và bày tỏ mong muốn hợp tác ở từng khía cạnh mà họ quan tâm.